Vâng, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ thưởng thức lại một món nữa, là cũng lâu không ăn rồi, là món quất ngâm với mật ong. Đây, mật ong đây mọi người. Cho mật ong mình đây. Đây là bảo quất mình bạn ngoài vườn nào, rất là xanh. Thì đầu video mình nói luôn là cái quất ngâm mật ong này cũng rất là tốt mọi người. Hiện tại mình cũng đang bị ho, và hôm nay mình làm cái video này mình cũng ăn luôn, chữa bệnh luôn, là chữa bệnh đấy, phải thuốc lại cũng đơn giản đâu. Mọi người bị ho nhé, người lớn hoặc trẻ con, mọi người quất này, cam này, chanh này, trong ba loại đấy thì mình nghĩ là cam là sẽ hợp lý nhất, nhưng mình không trồng được cam thì mình phải đi mua thì không tiện lắm. Đây quất mình trồng được thì nó vẫn là ho nhau cả, đấy, nó 10-19 thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm món quất ngâm mật ong để mình ngậm vào trong họng này, nó đỡ bị ho hoặc là đỡ bị viêm họng đấy, rất là tốt luôn đấy. Bài thuốc này không phải đơn giản đâu, không phải ăn là không đâu, nhưng mà nó cũng là thuốc đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thái nó ra và ngâm một gian, sẽ để một gian 4-5 phút xong mình sẽ ăn luôn, thì nó rất tốt cho cái họng của mình. Cái họng của mình thì mọi người bình thường một ngày mọi người giao tiếp hoặc nói chuyện đúng không, tất nhiên nó phải hoạt động rất là nhiều tùy trong ngày. Ví dụ mình đi hát ở đâu rồi thôi, hát hoặc đi uống bia ở đâu đúng không, gào rát hơi bằng cổ thật đúng không, rát họng luôn, cũng rất là hại, cũng rất là hao tổn, kiểu hao tổn đấy. Thì về cũng làm 1-2 lát quất ngâm ong này ăn là khá là ok luôn, bảo vệ an toàn tuyệt đối. Ho thì ngậm cái này nó cũng sẽ đỡ rất nhiều, mình có dám chắc 100% là khỏi, nhưng mình sẽ đỡ rất nhiều luôn mọi người. Bài thuốc mà dân gian ngày xưa mà cũng ở trong cuộc sống gia đình xung quanh mình thì nó vẫn là dễ, rất dễ. Và bây giờ mình sẽ lấy bát để thái ra nhé. Bây giờ mình sẽ cho một ít mật ong vào trước nhé. Cho anh ấn mật ong ra trước, khá là đặc luôn. Còn mình người nhà ở trong miền Nam gửi cho mình ít thì không phải mua. Ý, đặc quá đường nó không ra được luôn, kinh. Đặc quá nóng đường, mà nóng chuẩn là nóng đường, không phải đơn giản đâu, không phải là món đều đâu. Đặc quá nóng đường. Lấy một lượng nhất định thôi, cảm thấy đủ thì mình dừng lại. Mật xịn này mới đóng đường, không phải là mật điều đâu mọi người. Mật xịn này, mật ong rừng này nó ngọt quá, lâu để lâu nó sẽ đóng đường, không phải là mật ong điều nó đóng đường đâu. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ mấy ba ở quất ra, thái rất mỏng thôi, mình thấy dày. Rất thơm mọi người, đặc điểm quất rất thơm, thơm hơn chanh nhiều đó. Đấy, mọi người thái mỏng dính này luôn, thấy chưa? Thái mỏng dính này luôn, rất dễ ăn. Đấy, mọi người lá quất của mình này, rất là mỏng luôn mọi người. Đấy, và thả vào bát luôn nhé. Đấy, mọi người thả bát luôn, ngậm và họng mọi người sẽ đỡ. Quất thì mình trồng này nóng nước lắm. Vậy thái ra đầy nước này. Đấy, còn bước vào luôn. Hột của nó mình cậy ra nhé, cậy hột quất ra. Chanh như quất cam đều có hột hết, không phải nào không hột cả.
Đây là điều đương nhiên rồi. Chua lắm, người đã chua rồi. Người ngứa như mình nhé, phải thái mỏng ra nhé, thái mỏng mình quất ra. Bỏ hột ra đừng, tại vì hột đắng lắm, hột đắng lắm. Bóc hột ra đây, bóc hột ra, ăn hột nó đắng, hột đắng lắm, thèm ghê, chỉ được dãi mà. Rồi tôi thử miếng trước đã nhé, thử miếng đầu tiên, ngâm que mật ong, mời mọi người nhé. Ok rồi, khá là ngon mà dễ nuốt. Đấy. Khi mọi người chắt hết nước nó thành cái phần sơ này thôi. Hoặc là chi hết nước vậy hết cái tôm của nó sẽ bằng cái sơ này. Đấy, ăn rất là dễ ăn luôn. Có vị chua chua có lại có vị ngọt của mật nữa, ăn rất là ngon. Dễ ăn. Mình chủ yếu là mình chắt với cái tôm của nó. Rồi nếu đêm còn là mọi người ngủ trưa đêm ngủ nha, mọi người cần ngậm 2-3 lát vào trong họng nhét mãi. Nó sôi trong họng này, ngậm độ 15 đến 20 phút đấy. Ngậm một lúc 15 20 phút xong rồi mọi người nuốt được, nhai được, hoặc là mọi người có thể thấy mà ai mà thấy đắng quá không nhai cái cùi đó thì mọi người có thể lấy cái bã này vứt đi. Đấy. Thì tại vì mình đã ngậm hết cái nước nó rồi. Các thứ nước thì nó ra hết nước rồi. Thì mọi người không lấy bã, mọi người nhằn thì mọi người có thể bỏ đi với mình. Ok. Đấy, thì đây bây giờ mình sẽ thái nốt một quả nữa cho nó đủ bát mọi người. Đây, thái nốt miếng này. Bây giờ mình chỉ ngâm hai quả thôi, mình nghĩ hai quả là cũng đủ ăn đến giờ buổi tối rồi, bây giờ chiều cũng đủ ăn rồi, giờ hết mình lại ngâm tiếp. Đấy. Như thì video này đầu video mình nói luôn là cái quất ngâm mật ong này công dụng rất là tốt,
ho hoặc là bị viêm họng, rát họng thì lợn cho mình cái này, lợn cho mình quả quất này ăn rất chi là ok, khá nó giảm tủi giảm thiểu khá là nhiều ấy. Đấy, mọi người bài thuốc đơn giản là rất là có ích luôn đấy, không không phải ai cũng biết đâu. Hoặc là mọi người có thể cam ấy. Cam mọi người ngâm một ọng được, mua cam về thái lát mỏng như này cũng thấy mỏng, đi không ngâm một bát thỉnh thoảng buồn mồm làm miếng vừa ngon vừa cho tốt cho sức khỏe. Đấy, thì thôi nhá, mình sẽ dừng video tại đây, hẹn mọi người video sau của mình nhé. Chào tất cả mọi người.